Bạn đang cần tiền ơi thật uy tín để mà lấy cái Google Buy giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua showviet.vn của Mobile nha. Đường giữa thằng Tiến nha, lại đi biết anh em ơi, cái nghề mà mình biết nhất khi chơi mọi tướng của Liên Quân Mobile. Và nay thì MOBA sẽ chơi anh Quyền Vương để tạo highlight đấy anh em ơi. Nhưng không biết có đá mù mắt các bạn hay khiến các bạn cay mắt hay không, hay là lại có những pha cực kỳ mãn nhãn nhở. Thì tới đâu ta hay tới đấy nha. Đá mù mắt hay là đá highlight thì cũng tùy duyên thôi. Có nhiều trường hợp lắm anh em ơi, chơi Quyền Vương đi các bạn sẽ biết được những cảm giác đó. Nhiều khi mình muốn đấm trúng rồi nhưng nó lại trượt, nhiều khi mình đấm trượt nó lại trúng, nhưng đẳng cấp của biết Quyền Vương thì mãi không đổi, vô ảnh cướp. Anh em nhìn thấy chưa, nhìn kỹ chưa, chắc chắn là chưa rồi, bởi đơn giản cái chưa một tốc biến thôi. Cái combo không có gì đặc biệt bởi lúc đó mình có cái chiêu một lợi hại thôi, một cái chiêu hai ơi như mạng lag. Mạng lag nha, mạng lag nha, anh em nhìn thấy vừa rồi là binh đỏ nha chứ không phải là mình đá mù mắt đâu. Ôi rồi hồi và đấy mà trúng chiêu hai rồi chiêu một trúng đánh thường là bạn Yudu lên bản số rồi. Mình cũng tính là lách về sau để đấm bạn Yudu lên phía trên cơ chứ không phải đấm về trụ, nhưng mà Yudu lại lướt về đúng cái lúc cái mạng nó lag anh em ơi, tạo thành những cái pha đấm thẳng vào mặt người xem. Sorry anh em nha, cái này cũng do là cái máy đang hơi nóng một tí, FPS thì có vẻ là hơi tụt và cái mạng thì nó hơi lag thôi. Chứ biết Thiên Vương mà anh em yên tâm nha, cái độ ngầu như cái bồn cầu ý chắc chắn có rồi. Đây là vì tướng các bạn sẽ tạo lên những pha đá đấm như phim trưởng. Có phim trưởng Hồng Kông em số xem rồi đúng không? Rất là ảo luôn. Thiên Vương cũng vậy, có kiểu phiêu phiêu ý. Khi các bạn dùng một chiêu, các bạn có cái nội tại đấm và lách, thì anh em cố gắng lách để chúng ta để chiêu nhé, chúng ta để di chuyển một đoạn nhé, thì chúng ta sẽ ảo hơn, giống như là cái nội tại kiếm bộ của bạn Florentino ấy đấy. Và chơi Quyền Vương thì nói chung cái combo cũng không quá cầu kỳ, anh em dùng kiểu gì cũng được nhưng phải trúng. Và đặc biệt thì anh em nên nhớ đấm thường hai phát vào không khí thì chúng ta sẽ có và đánh thường cùng hóa. Đánh thường cùng hóa đây là đòn rất là quan trọng khi anh em chơi Quyền Vương. Nhiều khi mình có thể đánh cường hóa xong đấm chiêu hai để cấu diệt từ xa, nó sẽ xa hơn, nó sẽ ảo hơn. Với combo thì anh em nhớ nha, sử dụng 3 lần khống chế liên tiếp sẽ khiến đối địch lúc cái đầu. Khống chế 3 lần liên tiếp ở đây thì đó là cái chiêu một chiêu cuối đánh thường cường hóa, hoặc là đánh thường cường hóa chiêu cuối chiêu một, hoặc là đánh thường cường hóa chiêu một, hoặc là chiêu một đánh thường cường hóa, cái gì cũng được nhưng mà anh em khống chế liên hoàn là được đấy. Rồi còn combo insect về thì hiện tại ít anh em sử dụng, thực sự rất là ít anh em sử dụng. Bây giờ mọi người thích đấm dàn lên thê, hoặc đôi khi anh em chỉ đơn giản là chụp cuối thất biến cũng tạo lên những pha cực kỳ gọi là mãn nhãn của Quyền Vương rồi. Đây là vì tướng mình bảo rồi, thứ hai là phải tạo highlight với Quyền Vương mà, chắc chắn rồi anh em ơi, hãy xem mình đây. Ôi không kịp trở tay đấm cho lướt cái đầu đấy, còn chưa xài cái tốc biến nha. Con Quyền Vương ngày đầu game rất là khỏe nên anh em cố gắng đi gank thật nhiều để áp lực cho team nha. Đấy là cách chơi Quyền Vương đi mid của MOBA. Còn anh em muốn MOBA chơi con tướng gì thì nhớ comment bên dưới để mình thực hiện nha. Bởi những comment của anh em là định hướng content để mình làm clip tiếp theo đấy anh em ơi. Và các bạn chưa click chơi game đừng quên lên shop moviet.vn, một link liên quân giá rẻ. Và đặc biệt có chương trình xả kho ác giá rẻ dịp hè 2023 để các bạn có click chơi game dịp hè. Đặc biệt là chúc anh em sĩ tử 2K5 có một kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông quốc gia thành tích thật thật cao, đậu vô trường anh em đăng ký nha. Mình nói chung là đảo lên ganh như giang lạc nhưng mà tình hình thì thôi team bạn bắt đầu ôm rồi anh em ơi, bởi mình đấm ghê quá nên là team bạn không dám lên cao, và mỗi khi lên cao thì không có gì xảy ra đâu anh em ơi.
Mỗi khi lên cao là mình sẽ có mạng. Thành ra thì nãy giờ anh em thấy đó, team bạn bắt đầu làm cái chơi cái chiến thuật đó rồi. Nhưng mà điều này thì lại khiến cho HD thì mình có nhiều thời gian farm hơn. Nhưng mà cũng đừng khinh thường sức mạnh của một con Joker nha. Con bài khắc chế những con tướng xạ thủ và những con tướng sát thủ trừ mình ra. Ấy ngộ khỉ. Trời ơi, trước cuối tốc biến đơn giản là có mạng. Tiếp theo. Đấy, lên cao một cái là mình trừng phạt luôn. Anh em thấy là hiện tại cái FPS của mình nó đang tụt không phanh, từ hơn 100 nó tụt xuống vừa nãy là hình như năm mấy. Trời ơi. Hình như chắc không giòn rồi. Con máy này chắc không giòn anh em ơi. Mấy hôm đầu chơi rõ mượt sau lại có cái triệu chứng như này. Nói chung là không chơi được nhiều đâu, chơi tầm mấy trận thôi. Chứ chơi lâu là máy sẽ bị giật lag. Rồi nói chung thì rất là nóng máy. Đây là cái bệnh chung của cái dòng iPhone rồi. Đời cao hay đời thấp cũng vậy. Mà FPS càng cao thì càng nhanh nóng máy anh em ơi. Nhưng mà mình còn khoái hơn mấy cái dòng mà Android mà cái con chip mà 8 ấy, 8 Gen 1 anh em ơi. Trời, mình thử cái dòng máy đó rồi. Nó còn tụt FPS kinh khủng hơn cơ, không chơi được game ấy. Nói chung iPhone vẫn máy đỉnh thôi. Trời ơi. Anh em ôm thế này là không ổn rồi. Ganh lên đồng rất là ok và lên top mình cũng ganh cho nhiều rồi, nhưng Batman làm điều đó không ổn rồi nha. Chính ra Batman đi hỗ trợ đi cho Arduin đi top mình thấy còn ngon hơn. Arduin đi top bây giờ cực kỳ ngon nha. Con gừng vương này thì nó là chất tướng rất là mạnh đầu game giữa game rồi, nhưng mà đến cuối game thì mình sẽ yếu đi. Ây da, cái tình hình là hơi lag rồi anh em ơi, thông cảm MOBA trong clip này nha. Mọi trận trước mình chơi rất là mượt, tự nhiên trận này nó lag quá. Rồi hay. Ui đá cái có mạng luôn. Tiếp theo là đi đắc lên bản đến số, cái tội lên cao nha. Bây giờ bạn ấy quay ra đây mình đẩy cái là không có về đâu. Đơn giản cực kỳ. Bạn có chiêu cuối mình vô mình đẩy thì làm cái gì. Nói chung là quyền vương khắc chế mấy kiểu con tướng này rồi. Chất tướng này khống chế liên hoàn mà. Cái độ ảo diệu của team bạn dù thế nào nhưng mà bị dính chiêu của quyền vương cái là đi. Nhưng mà quyền vương thì cũng có cái yếu của nó, đó là máu rất là mỏng. Thành ra anh em mà chỉ xài chiêu lỗi một tí thôi, không đủ độ nhanh độ mượt là anh em phải trả giá liền. Thành ra thì combo quyền vương mình hay cái kiểu combo là combo liên hoàn khiến đối địch không kịp trở tay. Nghĩa là mỗi mình đánh thôi, team bạn không đánh được mình thì mình mới tạo lên cái sự khác biệt. Và trước quyền vương đầu game giữa game cuối game sẽ khác nhau. Đầu game giữa game mình đảo ganh điên đảo và mình lao vào nhiều, nhưng đến thời điểm cuối game mình sẽ hạn chế lao vào, bởi cuối game lao vào chỉ có đi. Cuối game mình tạo lai bắn pha trước cuối tốc biến thôi chứ khi mà team bạn đủ đối dùng một đánh thường thôi là mình cũng đang lùi cái đầu rồi, chứ đừng nói nè bị dính tráng nhá. Đấy, thành ra thì chơi quyền vương mặc dù đầu game có xanh ý thì cũng không được ẩu anh em ơi. Hay rồi đấy, cứ dính một chiêu là đi. Cái đam nó rất là ảo luôn, đam cực kỳ ảo cái chiêu 2 anh em ơi. Nó phong cách thần quang này thì nó lại càng ảo hơn, đam rất là ảo anh em ơi. Thành ra thì chơi kiếm vương đến cuối game ý, anh em đơn giản anh em chỉ đá chiêu 2 áp lực team mạng thôi cũng đủ rồi. Đấy, đầu game mình ganh điên đảo rồi, cuối game thì mình áp lực bằng cái chiêu 2 thôi. Cảm thấy ngon, có thể tiêu diệt team mạng mình lao vô. Nhưng mà lao vào phải có cái chiêu rút ra nhé. Cái là phải có đồng đội hỗ trợ rút ra. Cái quả này thì mình đấm do thì lùi cái đầu. Kìa. Ui, cày quá anh em ơi. Không ngăn được hai đứa yêu máu. Mà tại sao quả đấy không quay trở lại chơi nhở? Chạy để rồi lên bản đến số. Cái đại chơi có khi đã ăn được rồi, bởi chạy lúc đó là toàn team bạn thôi. Buồn cho vai ô ghi đu. Trời ơi. Ôi, chơi trò ném đá dấu tay trong khi mình bắn trưởng. Bạn chỉ ném đá thôi, mình bắn trưởng mà. Cái trưởng nó kinh khủng lắm anh em ơi. Kiểu nội công thâm hậu, trưởng lực cực kỳ bá đạo.
Ok, 9 phút, 10 phút, 8 mạng cho Bét Kiên Vương. Ở cái gì? Cái gì? Vô lao, vô lêu. Cứ nghĩ là mình dễ ăn anh em ơi. Không ngờ... đi đắc. Thôi thôi, anh đi đắc ơi. Ui, Kamehameha. Ụt. Đấy, biết ngay em à. Ok. Và đi đắc cũng phải trả giá cái tội ăn mạng của mình. À không, dính ăn mạng của mình. Từ bạn Joker đến bạn đi đắc nha. Lần sau bỏ cái trò bắt Bét Kiên Vương đi. Quá ghê anh em ơi. Lâu rồi không đá mà cũng quá là ghê luật. Đúng là ông chùm đi mít trở về cái lên mình Bét nhất. Đánh cực kỳ dễ và hiệu quả. Rồi, mà nãy giờ mình làm mưa làm gió mà anh em chưa lấy cái trụ đứng giữa nhỉ. Cái này làm sao mà ép win được. Lấy cái trụ đứng giữa rồi, ép thêm cái trụ thứ hai đứng giữa thì bạn đi. Đúng đúng đây này, một combo, anh khỉ đi. Né được chiêu cuối nhưng không né được đòn đánh thường. Đa mình bây giờ cái chiêu 2 thôi đã lửa cái máu rồi. Bảo kiếm rút nó ảo thì nó ảo tung chảo luôn anh em ơi. Đầu game anh em đánh tốt thì thực sự nó rất là bá luôn. Nhưng mà đầu game anh em đánh phế rồi thì đừng nghĩ cái chuyện bạn chơi Kiên Vương cuối game anh em bá nhá. Đấy, thực ra chơi Kiên Vương ý, đây là vị tướng sẽ vì team rất là nhiều và phải giúp được team vào điểm đầu game và giữa game thì anh em mới có ích được. Còn anh em chơi Kiên Vương đầu game anh em di chuyển không tốt, đánh không tốt thì sẽ phế thôi. Đây vị tướng kỹ năng của cao thủ nha. Anh em chơi đi mid rất là hay và áp lực team bạn để solo trận đấu rất là tốt. Nếu mà team có những con tướng yếu ý, cần kiểu là người gánh team đầu game ý, thì anh em hoàn toàn có thể chơi Kiên Vương. Build đồ thì mình sử dụng build đồ như nói chung là như các mùa khác thôi, không có gì khác biệt. Lỗ kỷ lên. Ok chưa? Ôi anh em nhìn thấy gì chưa? Ôi bạn Joker bạn ơi, dí chưa cuối đầu mình đánh thường hai phát mình đi luôn. Máu cực kỳ đó anh em ơi. Thấy có gì ngon quá nhưng không thấy Joker trong bụi. Đèn quá trời, quá nhanh có nghĩa. Giết tướng địch nhanh chết cũng nhanh luôn. Bởi đến phút thứ 12 thì bạn cũng có đồ xương xương rồi. Và đến trận đấu này mà bạn Joker lên cái kháng phép quân cho cho chẳng hạn thì hơi căng cho mình nha. Thế mà không sao, bây giờ đến thời điểm cuối game rồi mình sẽ hạn chế lao lên. Và mình sẽ đánh theo kiểu là phóng cái chiêu 2 từ xa để cấu rỉa thôi. Ở lại không có tình huống rồi. Thôi an toàn thì mình cứ đi ăn thì khoái rừng, chờ đợi team ra rồi chơi. Lúc đến tầm này là mình không chơi đi nảy lúc lùm đâu anh em ơi. Cực kỳ nguy hiểm luôn ý. Có thể mình ăn được một người sau đó mình sẽ phải lên bản đến số. Và cách chơi của mình sẽ không là như vậy. Bởi như vậy mặc dù cũng có những pha ảo nhưng mà cái tỷ lệ cái xui nó cũng khá là cao. Mà cách đánh của mình thường anh em thấy nó rất là an toàn luôn. Nên mọi người thường thấy là cái lượng mạng lên bản đến số là cực kỳ ít. Và ăn được cực kỳ nhiều anh em ơi. Joker nha, chuẩn bị nha. Chú cuối tốc biến, rồi xong, đi luôn. Rất nhanh. Đến tập cuối game anh em chỉ cần như vậy thôi là anh em sẽ tạo cái sự khác biệt trong những pha combat rồi. Ok. Và với việc thì team bạn đã lên bản đến số hết. Mình với Vio chỉ cần đẩy thẳng thôi. Đẩy thẳng thôi anh em ơi. Brai lên đây. Sẽ thẳng lên đây phá nhà luôn. Ngộ khỉ 9 giây nữa ra. 9 giây đưa ra thì đơn giản mình đẩy là bạn đã phá nhà được mà. Ok và có lẽ video của mình cũng đến đây hết rồi. Chân thành hơn anh em đã dành thời gian quý báu hướng vô viện nhé. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.